cuốn dưới lên thì phải có này, cuốn trên. Đây dây kìm đây này. Dây kìm đây. Ừ. Kìm một cái dây kìm xuống đất và một cái dây xong là cuốn vào cái thanh xoắn ấy. Một cái dây nối lên kia. Nó rơi chỗ cái cuốn này nó rơi chỉ vào 1 mét thôi. 1 mét cuốn. Xin chào tất cả mọi người và đặc biệt chào tất cả các thành viên trong hội chăn nuôi gà thả vườn toàn quốc và các cái hội liên quan tới chăn nuôi. Hôm nay em có thời gian rảnh là em làm cái video này để cho bà con chăn nuôi tham khảo về cái tời cuốn bản dành riêng cho trang trại. Em lên đi xíu đi, lên nữa. Lên nữa đi. Cái bộ tời này tải từ 60 mét lùi và cao thì thoải mái. Trại này thì chủ trại yêu cầu là hướng dẫn cho chủ trại cách mắc tời như nào, thì hôm nay em đã hướng dẫn trực tiếp trên Zalo bằng video và hướng dẫn cho chủ trại đã xong và hoàn thành. Rất nhiều các bác bảo là anh có đến nắp cho em không, hoặc là em có đến nắp cho anh không, thì em không bao giờ em đến nắp mà em chỉ cần alo trực tiếp hoặc là em alo video thì là các bác sẽ lắp được thôi. Rất là đơn giản, khó nhất là cách cuốn dây, nhưng rồi mà em sẽ hướng dẫn cho các bác trên Zalo là làm thế nào để cuốn được dây, làm thế nào mà bạc nó cuốn được như kia, thì các bác cứ em đừng để cãi cò những cãi cò tham khảo trên YouTube cả. Vào đánh chữ cách làm tời bạc cuốn cho trang trại. Đồng thời các bác thì cứ xem YouTube video của em ấy, thì các bác cứ xem đi, xem chán đi, xong rồi bắt đầu các bác bấm like hoặc đăng ký để mua với giá tốt nhất. Các bác muốn mua bộ tời đấy thì cứ liên hệ với thiết bị chăn nuôi Mai Dung, ship hàng toàn quốc. Rồi em hạ xuống lại bộ, từ một bộ trở lên. Các bác nghe chú ý này, ship từ một bộ trở lên. Vâng. Đấy, các bác xem anh chủ trại quay rất là nhiệt tình. Em đừng để cãi cò như nó cãi cò chứ không phải là lặng cò cả. Nhiều bác cứ than vân bảo là chạy tôi 50 mét có quay được hay không, nhưng với thưa các bác này quay như bánh xe đạp luôn đó. Vâng, xin chào tất cả bà con chăn nuôi trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em chỉ làm cái video để cho các bác tham khảo thôi. Vâng.